Hoàng Anh rất cảm ơn và kính chào quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kênh mang đến những tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Xin kính chúc quý vị có một cuối tuần vui vẻ. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin Canada trưa thứ 6 ngày 10 tháng 5 với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, việc làm Canada bất ngờ vượt dự báo. Nền kinh tế Canada đã bổ sung gấp 5 lần số lượng việc làm được dự báo trong tháng 4 và tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giữ ở mức 6,1%, nhưng tiền lương đã tăng với tốc độ chậm nhất trong 10 tháng. Nền kinh tế đã tạo thêm 90.400 việc làm, trong khi các nhà phân tích do Reuters thăm dò trước đó đã dự báo là tăng thêm 18.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng 6,2%. Dữ liệu từ thống kê Canada cho thấy đây là mức tăng lớn nhất kể từ 110.000 việc làm được thêm vào tháng 1 năm 2023 đây là sự kết hợp giữa công việc bán thời gian và toàn thời gian và hoàn toàn thuộc về các ngành sản xuất dịch vụ. Việc làm trong lĩnh vực dịch vụ đã tăng thêm 100.700 việc làm, dẫn đầu là các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật, cũng như dịch vụ lưu trú và ăn uống. Lĩnh vực hàng hóa mất 10.400 việc làm, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp. Tỷ lệ việc làm hay tỷ lệ dân số có việc làm cũng giữ ở mức ổn định ở mức 61,4% trong tháng 4, sau 6 tháng giảm liên tiếp Đồng đô la Canada đã tăng lên 0,3%, lên mức 1,3640 đô la Mỹ, tương đương 73,31 sen Mỹ. Mức tăng lương trung bình mỗi giờ của nhân viên cố định đã chậm lại ở mức 4,8% hàng năm, từ mức 5% trong tháng 3. Tốc độ tăng lương được Bank of Canada theo dõi chặt chẽ vì ảnh hưởng của nó đối với lạm phát, hiện là chậm nhất kể từ mức 3,9% vào tháng 6. Sự chậm lại của tiền lương làm tăng thêm dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang đi theo dự đoán của Ngân hàng Canada và có thể thúc đẩy Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất chính sách từ mức 5% cao nhất trong 23 năm và tháng 6. Ngân hàng đang xem xét một loạt các chỉ số để tìm bằng chứng cho thấy lạm phát đang hướng tới mức mục, mục tiêu 2% và cho biết vào tháng trước rằng việc cách giảm lãi suất vào tháng 6 này là có thể nếu xu hướng giảm lạm phát gần đây được duy trì. sau khi lốc xoáy bùng phát ở mỹ canada có thể gặp những cơn bão tương tự hay không hệ thống bão di chuyển chậm tàn phá nhiều vùng của hoa kỳ bằng lốc xoáy tiếp tục cho thấy những dấu hiệu của cơn bão vẫn chưa kết thúc mặc dù cây tàn phá ở nhiều tiểu bang điều quan trọng không phải là số lượng cơn bão mà là vị trí mà chúng tấn công theo các chuyên gia thời tiết thời điểm này trong năm là mùa lốc xoáy ở Great Plains của hoa kỳ có nghĩa là sẽ không có gì bất thường khi những nơi từ texas đến nebraska chứng kiến lốc xoáy bùng phát. Điều khiến lốc xoáy trở thành thảm họa là khi chúng tác động đến cộng đồng và con người. Những cơn bão mới nhất đã khiến cho ít nhất 3 người thiệt mạng ở Tennessee và North Carolina, trong đó người thứ tư đã chết vào đầu tuần này. Ở Michigan, đối diện với Great Lakes, ngũ đại hồ từ Canada, tiểu bang này đã ban hành tình trạng khẩn cấp về lốc xoáy lần đầu tiên. Chỉ trong tuần qua, Hoa Kỳ đã chứng kiến hơn 100 cơn lốc xoáy, là một con số gần bằng mức trung bình hàng năm ở Canada sau nhiều năm thời tiết khắc nghiệt bao gồm cả lốc xoáy ở những khu vực canada không thường xuyên chứng kiến liệu hệ thống phía nam biên giới này có phải là dấu hiệu sẽ có thêm nhiều cơn lốc xoáy đến canada hay không câu trả lời là rất khó để đưa ra kết luận nhưng điều đó không có nghĩa là canada sẽ không chứng kiến một số cơn lốc xoáy nếu thời tiết thay đổi bộ môi trường canada dự đoán một mùa hè sẽ ấm hơn bình thường nhưng nói thêm rằng có một số yếu tố ảnh hưởng đến lốc xoáy trong khi nhiều người biết đến nhóm các tiểu bang được gọi là Tornado Alley, tức là có lốc xoáy ở Mỹ, thì Canada cũng có một điểm nóng từ phía nam đến phía đông của tỉnh bang Ontario. Lốc xoáy cũng nổi bật ở phía nam của vùng Prairies, tây bắc Ontario và đông nam của Alberta. Ngay cả khi dự đoán các đợt bùng phát lốc xoáy ở Canada là không chắc chắn, người dân Canada phải luôn chuẩn bị cho một cơn bão có thể xảy ra. Làm thế nào để chuẩn bị cho một cơn lốc xoáy yếu tố quan trọng của sự chuẩn bị là luôn cập nhật dự báo thời tiết và có nguồn thời tiết đáng tin cậy dù là tv đài phát thanh hay là phương tiện truyền thông khác có thể gửi cảnh báo cho bạn khi thời tiết khắc nghiệt đang đến gần hoặc ảnh hưởng đến khu vực của bạn bên cạnh đó thì hãy ghi nhớ những bước cần thực hiện nếu thời tiết khắc nghiệt đang đến gần luôn biết được dự báo thời tiết nếu bạn định ra ngoài trời và phải làm gì nếu bão đang đến gần bao gồm cả việc ở trong nhà và nếu bạn nghe thấy cảnh báo lốc xoáy, hãy tìm nơi trú ẩn. Hành động có thể bao gồm đi xuống tầng hầm của tòa nhà bạn đang ở, hoặc nếu không có thì hãy trú ẩn trong bồn tắm ở tầng 9. Một trận động đất mạnh 4,2 độ Richter đã được ghi nhận ở phía tây đảo Vancouver vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay. Cơ quan Earthquakes Canada cho biết trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 44 sáng cách Port Alice khoảng 168 km về phía tây nam các quan chức cho biết là không có báo cáo về thiệt hại và cơ quan động đất Canada cho biết không có khả năng xảy ra sóng thần. Một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter cũng đã được ghi nhận ở khu vực tương tự vào tuần trước, cách Port Alice khoảng 206 km. Vương quốc Anh nhắm vào các đồng minh như là Canada trong chi tiêu quốc phòng, muốn mục tiêu cao hơn của NATO. Ngoại trưởng Anh David Cameron đang kêu gọi các đồng minh của Anh, bao gồm cả Canada, chi tiêu nhiều hơn cho quân đội của họ, đồng thời cảnh báo phương Tây cần một lợi thế cứng rắn hơn để có một thế giới cứng rắn hơn. Mục tiêu hiện tại của NATO về chi tiêu quốc phòng là 2% GDP và mong muốn của ông Cameron là tăng lên 2,5%. Canada thường xuyên bỏ lỡ tiêu chuẩn hiện tại và vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng ông Bill Blair đã ra tín hiệu rằng điều này khó có thể thay đổi trước mắt, khi ông cho rằng Thật khó để thuyết phục mọi người rằng đó là một mục tiêu xứng đáng. Bài phát biểu của Ngoại trưởng Cameron phần lớn nhắm vào các đồng minh châu Âu của Anh như là Tây Ban Nha và Ý. Những nước này đã không đáp ứng được các mục tiêu của NATO, mặc dù Nga ngày càng hung hãn. Thủ tướng Anh Rishi Sunak gần đây cam kết tăng chi tiêu lên 2,5% vào năm 2030. Nhưng Canada là thành viên duy nhất của Liên minh mà không có kế hoạch đạt được mục tiêu 2%. Theo ước tính của NATO, Canada hiện chi 1,33% GDP của quốc gia cho quốc phòng. Con số đó dự kiến sẽ tăng lên 1,76% vào năm 2030, tương đương 49,5 tỷ đô la. Ngân sách của Bộ Quốc phòng năm ngoái là 26,9 tỷ đô la. Các bộ trưởng nhập cư họp ở thành phố Montreal về các giảm thị thực tạm thời. Hôm nay thứ Sáu, các bộ trưởng liên bang và cấp tỉnh bang sẽ họp tại thành phố Montreal để bàn bạc cách giảm số lượng cư dân tạm thời ở Canada, Bộ trưởng Di trú ông Mark Miller dự kiến sẽ gặp trực tiếp những người đồng cấp cấp tỉnh và vùng lãnh thổ lần đầu tiên kể từ khi ông công bố một kế hoạch chưa từng có nhằm đặt ra giới hạn về số lượng cư dân tạm thời mới. Mục đích là để kiềm chế sự tăng trưởng nhanh chóng của Canada bằng cách giảm số lượng cư dân tạm thời từ mức 62% dân số Canada vào năm 2023 xuống còn 5% trong 3 năm tới. Các mục tiêu mới sẽ được phát triển trong mùa hè, sau khi các tỉnh và vùng lãnh thổ có cơ hội cân nhắc. Đầu tuần này, Bộ trưởng Miller đã đồng ý với yêu cầu của Manitoba về việc gia hạn giấy phép lao động liên bang cho khoảng 6.700 người mới đến có thị thực sắp hết hạn vào cuối năm nay, để họ có thời gian nộp đơn xin ở lại Canada vĩnh viễn. Nhu cầu lao động của mỗi tỉnh bang dự kiến sẽ là yếu tố quan trọng trong các cuộc thảo luận trong hôm nay. Các mục tiêu mới về thị thực tạm thời sẽ được công bố vào mùa thu. Liên bang cảnh báo, thành phố Ottawa sẽ mất nguồn tài trợ liên bang nếu tăng phí phát triển. Bộ trưởng nhà ở Canada đã đưa ra cảnh báo đối với hội đồng thành phố Ottawa rằng tăng phí phát triển đối với nhà mới thì tạm biệt tiền cơ sở hạ tầng của liên bang. Các ủy viên hội đồng sẽ quyết định vào tuần sau về kế hoạch tăng giá đối với một ngôi nhà single home hoặc là semi-detached home ở khu vực Greenbelt thêm 11%, lên 48.000 đô la một mức tăng khiêm tốn hơn nhiều so với mức ban đầu được đưa ra cho ngành các khoản phí đã trở thành một vấn đề chính trị nóng bỏng trong những tháng gần đây các thành phố lập luận rằng đó là cách tốt nhất để chi trả cho cơ sở hạ tầng bất cứ thứ gì từ đường xá đường ống nước đến công viên và trung tâm giải trí hỗ trợ sự tăng trưởng mới trong khi các chuyên gia về nhà ở và chính trị gia liên bang nói rằng họ đang trì hoãn việc xây dựng và tăng chi phí nhà cho người mua Bộ trưởng nhà ở ông Sean Fraser nói với ủy ban nhân sự Hạ viện rằng, bằng cách tăng phí, thành phố này có thể sắp ra khỏi cuộc chạy đua kiếm tiền từ quỹ mới trị giá 6 tỷ đô la của liên bang. Khoản tài trợ này cung cấp trực tiếp 1 tỷ đô la cho các thành phố, nhưng nếu không đạt được thỏa thuận nào với các tỉnh, phần còn lại trong số 5 tỷ đô la cũng sẽ được chuyển thẳng đến chính quyền địa phương. Bộ trưởng Fraser cũng đã ám chỉ rằng có thể không chỉ có các quỹ cơ sở hạ tầng đang gặp nguy hiểm. Thành phố đã dành nhiều tháng và năm ngoái để đàm phán một thỏa thuận trị giá 176 triệu đô la thông qua quỹ tăng tốc nhà ở gọi là HAF mà sẽ được thanh toán thành nhiều đợt, 44 triệu đô la. Những điều đó phụ thuộc vào việc thành phố phải đáp ứng mục tiêu đã thống nhất là cấp 4.400 giấy phép xây dựng trong 3 năm và phí phát triển mới không xuất hiện trong thỏa thuận của HAF, dẫn đến Bộ trưởng Fraser tuyên bố rằng đó là một chương trình dựa trên kết quả nếu việc tăng phí làm chậm sự phát triển như các chuyên gia tin tưởng, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng của Ottawa trong việc duy trì thỏa thuận này. Sau đó chắc chắn chúng tôi sẽ giữ lại tiền, không giấy phép, không tiền, đó là cách tiếp cận của tôi, ông nói. Canada phạt Binance 4,38 triệu đô la Mỹ vì vi phạm rửa tiền. Cơ quan chống rửa tiền của Canada vào hôm thứ Năm cho biết. Họ đã phạt gần 6 triệu đô la Canada, tương đương 4,38 triệu đô la Mỹ đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance vì vi phạm luật rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trung tâm phân tích báo cáo và giao dịch tài chính Canada FinTrac cho biết, Binance đã không đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền nước ngoài với cơ quan tình báo mặc dù có nhiều thời hạn. Cơ quan nói thêm rằng Binance đã ngừng hoạt động ở Canada vào năm ngoái đã không báo cáo nhận tiền điện tử trị giá 10.000 đô la Canada trở lên trong 5.902 lần riêng biệt từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến ngày 19 tháng 7 năm 2023. Diễn biến mới nhất diễn ra vài tuần sau khi Changpeng Zhao, là cựu giám đốc điều hành của Binance, đã bị kết án 4 tháng tù sau khi nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Binance đã đồng ý với mức phạt 4,32 tỷ đô la và ông Zhao đã nộp phạt hình sự 50 triệu đô la cộng thêm 50 triệu đô la cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ. Chính phủ Ontario cấp 600 triệu đô la để làm mới lại trạm phát điện Cornwall. Hôm nay, chính quyền Ontario sẽ công bố một khoản hỗ trợ tài chính lớn cho dự án nâng cấp ở Cornwall. Chính phủ cho biết họ sẽ hỗ trợ kế hoạch của Ontario Power Generation OPG nhằm làm mới lại trạm phát điện RH Saunders trên sông St. Lawrence. Chính phủ sẽ cấp 600 triệu đô la cho dự án nhằm cải thiện 16 tổ máy tại nhà máy, cho phép nhà máy sản xuất nhiều điện hơn từ ít nước hơn. Dự án mà UPG cho biết đã bắt đầu vào tháng 1 năm 2023, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2039. Trạm phát điện RH Saunders được xây dựng vào năm 1958 là cơ sở thủy điện lớn thứ hai trong tỉnh Cơ sở này là một phần của đập thủy điện Moss Saunders lớn hơn được chia sẻ với Hoa Kỳ. Sau khi hoàn thành việc làm mới lại, nhà máy dự kiến sẽ sản xuất thêm tới 160 gigawatt một giờ điện sạch mỗi năm, tương đương với nguồn năng lượng được cung cấp cho hơn 19.000 ngôi nhà. Dự án nâng cấp này sẽ bảo đảm rằng cơ sở có thể tiếp tục cung cấp năng lượng sạch trong nhiều thập kỷ tới, đồng thời tạo ra hàng trăm việc làm có tay nghề cao trong cộng đồng sinh viên ủng hộ người Palestine bắt đầu cắm trại tại Đại học Alberta. Một khu cắm trại ủng hộ người dân Palestine đã được thiết lập tại khu vực chính của Đại học Alberta ở Edmonton với những người biểu tình yêu cầu trường tiết lộ các khoản đầu tư của họ và cắt đứt mọi quan hệ với Israel. Hơn 100 sinh viên, nhân viên và những người ủng hộ đã tập trung tại địa điểm này vào hôm thứ Năm để ủng hộ Gaza. Những người ủng hộ đã khoác lên mình chiếc khăn kafiyah dẫn liều trại và tạo biển hiệu trong khi hô vang yêu cầu của họ. Các cuộc biểu tình tương tự trong khuôn viên trường đã xuất hiện tại một số trường đại học trên khắp Canada, bao gồm Đại học Calgary, Đại học McGill ở Montreal, Đại học Toronto, Đại học Ottawa và Đại học British Columbia. Trong khi đó, các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trở nên căng thẳng tại Đại học Calgary, khi cảnh sát đụng độ với những người biểu tình sau khi buộc phải dỡ bỏ một khu cắm trại trong khuôn viên trường. Các sĩ quan cảnh sát Calgary được trang bị khiên, dùi cui và chất đổ gây choáng đã di chuyển đến để dọn dẹp khu vực bên ngoài mặt Elwyn Hall, nơi một nhóm người biểu tình đã dựng trại. Trong khi hầu hết tuân thủ lệnh của cảnh sát để rời đi khỏi địa điểm, một nhóm nhỏ hơn vẫn ở lại, quyết tâm hát lên là chúng tôi sẽ không di chuyển. Vào khoảng 11 giờ tối giờ địa phương, cảnh sát bắt đầu giải tỏa quyết liệt dùng khiên và xe đạp để xua đuổi những người biểu tình còn lại ra ngoài căng thẳng leo thang khi một số người biểu tình chống cự khiến cơ quan thực thi pháp luật phải triển khai chất nổ gây choáng để giải tán đám đông rất may là không có thương tích nào được báo cáo nhưng việc các sĩ quan sử dụng chất nổ gây choáng đã gây ra tranh cãi các cuộc biểu tình nhằm thu hút sự chú ý đến mối quan hệ được cho là của các trường đại học với israel với những người biểu tình yêu cầu sự minh bạch về hoạt động đầu tư theo những người tổ chức biểu tình khu cắm trại được thiết lập để thúc đẩy các quan chức trường học tiết lộ và cắt đứt mọi mối quan hệ với Israel đáp lại đại học calgary nhấn mạnh rằng mặc dù các thành viên trong khuôn viên trường được tự do biểu tình nhưng việc cắm trại trong khuôn viên trường đại học đều bị cấm cảnh sát đã được gọi đến sau khi những người biểu tình từ chối tuân thủ yêu cầu rời khỏi khu vực dẫn đến cuộc đối đầu vào tối thứ năm vụ việc nhấn mạnh những căng thẳng đang diễn ra xung quanh cuộc xung đột giữa israel và palestine với các cuộc biểu tình nổ ra trong khuôn viên trường đại học trên khắp canada hoa kỳ và các nước khác những người biểu tình đang ủng hộ yêu cầu các trường đại học thoái vốn khỏi các công ty được cho là có liên quan đến công nghệ quân sự với israel và yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn cho phúc lợi của sinh viên palestine khi hậu quả từ cuộc đụng độ vào hôm thứ năm vẫn đang tiếp diễn cả người biểu tình và quan chức trường đại học đều đang chuẩn bị cho những hậu quả tiềm tàng. Miền Tây và miền Bắc Canada phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng trên mức trung bình vào tháng 6. Mùa xuân năm nay ít xảy ra cháy rừng hơn ở tỉnh BC và Alberta do thời tiết thuận lợi. Các quan chức liên bang cho biết, miền Tây và miền Bắc Canada dự kiến sẽ phải đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn trên mức trung bình vào tháng 6. Trong khi tỉnh bang British Columbia và Alberta đã trải qua những điều kiện mùa xuân thuận lợi, dẫn đến ít cháy rừng và có cuộc di tản. Nhưng các quan chức cảnh báo tình hình có thể thay đổi nhanh chóng. Nguy cơ cháy rừng dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn vào mùa hè. Lượng mưa ở nhiều tỉnh bang đã dập tắt nhiều vụ cháy rừng, nhưng điều đó có thể thay đổi. Mặc dù thời tiết hiện tại ở mức bình thường vào thời điểm này trong năm, nhưng nguy cơ cháy rừng gây thiệt hại vẫn còn đáng kể do nhiệt độ ấm áp và hạn hán. Tỉnh bang Saskatchewan, Alberta và British Columbia phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng cao hơn vào tháng 5. Canada có 87 vụ cháy rừng đang diễn ra, trong đó có 6 vụ cháy rừng ngoài tầm kiểm soát, số còn lại được kiểm soát. Hầu hết các vụ cháy rừng đang diễn ra ở Alberta, BC và Manitoba. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, 1,47 triệu ha đã bị đốt cháy. Mặc dù những vụ cháy rừng này có xu hướng do hoạt động của con người ngoài ý muốn, Tia lửa từ xe ATV, đường dây xe lửa hoặc lửa trại không được giám sát, nhưng các vụ cháy rừng vào tháng 6 thường là do sát đánh. Nhìn về phía trước đến tháng 6, khả năng là hoạt động chữa cháy trên mức bình thường sẽ mở rộng sang Yukon và lãnh thổ Tây Bắc. Trong một cuộc họp báo riêng, một số bộ trưởng nội các liên bang đã nói về những mối nguy hiểm mà người dân Canada nên chuẩn bị đối phó. Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên ông Jonathan Wilkinson cho biết Dự báo này tiếp tục xu hướng đáng báo động, nhưng có thể dự đoán được là mùa hè khô nóng, tạo điều kiện hoàn hảo cho các vụ cháy rừng dữ dội. Năm 2023, Canada đã trải qua mùa hè nóng nhất từ trước đến nay. Những trận cháy rừng lớn nhất trong lịch sử, hạn hán ở vùng Prairies và lũ lụt ở British Columbia và Nova Scotia, theo Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada. Các báo cáo đánh giá từ Hội đồng Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu kết luận rằng các hoạt động của con người đã khiến hành tinh ấm lên. Theo bộ trưởng Wilson, sự gia tăng các vụ cháy rừng là một lời nhắc nhở về lý do tại sao Canada cần tiếp tục tăng gấp đôi việc thực hiện kế hoạch giảm phát thải khí của mình. Chính phủ liên bang cấm tàu thuyền đến con hồ nổi tiếng ở Manitoba, mối đe dọa từ loài trai vàng Zebra mussels đã khiến cho chính phủ liên bang tạm thời cấm tàu thuyền đến một con hồ ở Manitoba nổi tiếng với khách du lịch. Canada Park cho biết, các phương tiện đường thủy cá nhân, bao gồm các vật dụng không có động cơ như là canoe và ván chèo sẽ không được phép đi vào Clear Lake. Con hồ này nằm trong Riding Mountain National Park ở phía tây Manitoba và là trung tâm của hoạt động mùa hè. Có một số trường hợp ngoại lệ đối với lệnh cấm bao gồm một thuyền du lịch thương mại và một tàu từ cộng đồng First Nation gần đó. Loài trai vàng sống được tìm thấy trong hồ vào tháng 11 năm ngoái, và Canada Park cho biết sự xâm lấn của chúng có thể gây ra thiệt hại sinh thái không thể khắc phục được cho hồ và các vùng nước ở Hạ Lưu. Trai vàng bám vào thuyền và có thể lây lan sang các vùng nước khác trên thuyền không được vệ sinh đúng cách. Bộ Liên bang cho biết lệnh cấm sẽ kéo dài cho đến khi các quan chức xác định liệu quần thể trai vằn có được thiết lập ở Clear Lake hay không và cho đến khi có biện pháp khắc phục. Trong khi tàu thủy bị cấm, bơi lội và câu cá từ bờ biển hoặc cầu cảng vẫn được cho phép, cũng như đồ chơi trên bãi biển. Biến thể phụ flirt của COVID-19 chiếm ưu thế ở Canada và chúng ta cần biết gì về chủng virus này? Khi số ca mắc COVID-19 tạm lắng xuống, Canada đang phải đối mặt với sự xuất hiện của một nhóm biến thể phụ mới được đặt tên là các biến thể Flirt. Những anh em họ di truyền này có nguồn gốc từ JN.1, biến thể phụ Omicron mà đã thúc đẩy làn sóng vào mùa đông và hiện đang lan rộng trên toàn quốc, với một biến thể khác là KP.2 đang nhanh chóng chiếm ưu thế ở Canada. Tính đến ngày 28 tháng 4, dữ liệu quốc gia cho thấy biến thể phụ KP.2 chiếm 26,6% tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 ở Canada, vượt qua các biến thể phụ JN.1 khác. Biến thể phụ KP.2 là gì? Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố rằng biến thể phụ KP.2 đã bắt đầu lưu hành trên toàn cầu vào tháng 1. Ở Canada thì sự xuất hiện của KP.2 lần đầu tiên được quan sát thấy vào tháng 2. KP.2 có dễ lây lan hơn không? Mặc dù mức độ lây nhiễm COVID-19 hiện ở mức trung bình tương đối thấp trên khắp Canada, nhưng tiến sĩ Isaac Bogot là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhấn mạnh rằng đột biến mới nhất cho thấy nó có thể hiệu quả hơn trong việc trốn tránh khả năng miễn dịch của chúng ta với nguy cơ xảy ra một làn sóng dịch COVID-19 sắp tới. Phần lớn mọi người đều đã bị nhiễm COVID-19, đã được tiêm phòng hoặc cả hai. Điều này ngụ ý rằng virus ít gây ra mối đe dọa hơn đối với người lớn và trẻ em khỏe mạnh. Tuy nhiên đây vẫn là mối lo ngại đáng kể đối với người cao tuổi và những người suy giảm miễn dịch. Đều tất nhiên là mọi người vẫn có thể bị nhiễm và tái nhiễm COVID-19, nhưng mức độ nghiêm trọng của bệnh tật nhìn chung là thấp hơn nhiều. Các triệu chứng của flirt COVID-19 là gì? Mặc dù thừa nhận rằng dữ liệu vẫn còn mới, tiến sĩ Bogot lưu ý rằng cho đến nay, các dấu hiệu của các biến thể FLIRT dường như rất giống nhau với dấu hiệu của tất cả các biến thể Omicron. Các triệu chứng của COVID-19 bao gồm đau họng, sổ mũi, hắt xì, cơn ho mới hoặc trầm trọng hơn, khó thở, cảm thấy sốt và ứng lạnh, mệt mỏi hoặc yếu đuối, đau cơ hoặc đau cơ thể, mất mùi hoặc là mất vị và đau đầu. Vắc-xin có chống lại các biến thể FLIRT mới này hay không? Vắc xin ngừa COVID-19 hiện có ở Canada nhắm đến biến thể phụ XBB 1.5 Omicron. Mặc dù không có virus JN.1, nhưng nó được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả chống lại các biến thể flirt. Nếu bạn còn trẻ và có sức khỏe tốt, đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 vào mùa thu thì có thể sẽ không cần tiêm thêm vắc xin nữa cho đến mùa thu năm 2024. Tuy nhiên, đối với những người Canada từ 65 tuổi trở lên cũng như những người bị suy giảm miễn dịch Ông khuyên nên tiêm mũi vaccine tăng cường mùa xuân này. Cảnh báo về một website giả mạo bán máy cắt cỏ Honda với mức giảm giá 90%. Honda Canada đang cảnh báo người tiêu dùng rằng một website giả mạo bán máy cắt cỏ và máy thổi tuyết với mức giảm giá 90% là không hề liên quan đến hãng này. Người tiêu dùng đã tìm thấy một website trông giống như trang web của Honda, trên đó rao bán máy cắt cỏ, máy phát điện và máy thổi tuyết với mức giảm giá lớn hơn 90%. Một chiếc máy cắt cỏ của Honda trên website giả mạo có giá bán lẻ hơn 1.000 đô la đã được sao bán với giá 88 đô la. Máy thổi tuyết cũng trên website giả mạo này được niêm yết với giá là 126 đô la. Thực chất là mẫu máy cao cấp này có giá bán lẻ hơn 9.000 đô la. Theo người phát ngôn của hãng cho biết, website này không thuộc nhóm website của Honda Canada và không liên kết với Honda Canada hay các đại lý hoặc bất kỳ đối tác nào của hãng này người tiêu dùng muốn tìm hiểu về các sản phẩm của Honda nên đến đại lý Honda được ủy quyền hoặc truy cập vào trang web honda.ca. Xe scooter di động cũng là mục tiêu của các quảng cáo giả mạo và bạn sẽ thấy chúng trên mạng xã hội với những chiếc xe scooter được bán với mức giảm giá lớn. Khi nói về quảng cáo giả mạo, người tiêu dùng cần đề phòng các dấu hiệu đỏ như là giá cực kỳ thấp và không có số dịch vụ khách hàng để gọi. Khách hàng cũng nên tránh click vào liên kết quảng cáo mà thay vào đó hãy truy cập trực tiếp vào trang web của hãng chính. Ngoài ra bạn cũng nên tự hỏi mình liệu sản phẩm này có thể được giảm giá ở mức 80 hay là 90% hay không, hay đó là một điều không thực tế. Ottawa triển khai giới hạn 3 thùng chứa rác hiệu lực vào mùa thu này. Bắt đầu từ mùa thu này, người dân thành phố Ottawa sẽ phải tuân thủ giới hạn xử lý rác ở lề đường mới như một phần trong nỗ lực giảm thiểu rác thải của thành phố đưa đến bãi rác Trail Road Landfill. Được hội đồng phê duyệt vào tháng 6 năm 2023, biện pháp này sẽ giới hạn người dân Ottawa chỉ có 3 thùng rác mỗi 2 tuần bắt đầu vào mùa thu này. Việc thực thi giới hạn mới này sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, bắt đầu từ thứ hai ngày 30 tháng 9, với thời gian thực hiện dần dần trong 3 tháng. Ban đầu, nhân viên thu gom sẽ ghi nhận rác dư thừa và để lại thẻ không tuân thủ mà không bị phạt. Sau đó bắt đầu tháng 11, nếu vượt quá giới hạn 3 thùng rác, nhân viên sẽ cấp thẻ cảnh báo và để lại một thùng rác. Và cuối cùng là thực thi nghiêm ngặt giới hạn 3 thùng rác vào tháng 12. Thùng đựng rác được định nghĩa là có thể là túi đựng rác, thùng chứa 140 lít hoặc là vật dụng cồng kềnh được quy định trong các thông số về kích thước và trọng lượng được nêu trong quy chế quản lý chất thải rắn Nhân viên cho biết các hộ gia đình có thể đặt nhiều túi rác nhỏ hơn vào thùng chứa 140 lít. Mục đích của chính sách này là kéo dài tuổi thọ của bãi rác Trail Road Landfill, nơi mà đang phải đối mặt với những lo ngại về công suất. Các nhân viên cho biết một bãi chôn lấp mới sẽ có chi phí từ 300 triệu đến 500 triệu đô la và có thể mất tới 15 năm để đi vào hoạt động hoàn toàn. Tuy nhiên, mặc dù sẽ có những hạn chế về việc xử lý rác thải, nhưng sẽ không có giới hạn đối với số lượng vật liệu mà bỏ vào trong các chương trình thùng rác màu xanh blue, màu đen và màu xanh lục green bin. Để hỗ trợ các gia đình vượt quá mức giới hạn, thành phố đang triển khai chương trình túi vàng. Túi này sẽ được bán thành gói 4 túi với giá là 17 đô la 60 cent cộng thuế. Ngoài ra chương trình cân nhắc đặc biệt sẽ phục vụ cho chất thải y tế. Để hướng dẫn người dân vượt qua quá trình chuyển đổi này, thành phố đang triển khai một kế hoạch truyền thông toàn diện tập trung vào việc nâng cao nhận thức và hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải bền vững. Sáng kiến này nhấn mạnh cam kết của thành phố trong việc giảm thiểu chất thải và quản lý môi trường. Ủy ban Môi trường và Biến đổi Khí hậu sẽ thảo luận thêm về các kế hoạch này vào ngày 21 tháng 5, đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình hướng tới một tương lai bền vững hơn của thành phố Ottawa. Giám đốc bầu cử của Northwest Territories, vùng lãnh thổ Tây Bắc, đang gợi ý rằng Người dân 16 và 17 tuổi sẽ được bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tiếp theo của lãnh thổ này. Theo ông Stephen Dunbar, việc giảm tuổi bầu cử ở vùng Northwest Territories từ 18 tuổi xuống 16 tuổi có thể là một cách tốt để cải thiện tỷ lệ thấp cử tri đi bỏ phiếu trong giới trẻ trong lãnh thổ nói chung. Trong cuộc bầu cử vùng lãnh thổ năm 2023, cử tri dưới 30 tuổi có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất, trong khi cử tri từ 60 tuổi trở lên thì có tỷ lệ đi bỏ phiếu cao nhất. Theo đó, ông Denba cho rằng sự thay đổi cũng sẽ giúp cho việc đăng ký cử tri trẻ Northwest Territory dễ dàng hơn nhiều. Nhiều người trong số họ cuối cùng đã rời lãnh thổ để học sau trung học và do đó có thể gặp khó khăn để tiếp cận. Biệt thự ở Toronto của rapper Jack nhìn thấy một kẻ đột nhập khác lại xâm phạm tài sản. Cảnh sát Toronto cho biết họ đang điều tra một vụ đột nhập khác vào dinh thự của rapper Jack ở khu Bridal Park của thành phố Cảnh sát đã được gọi trở lại nhà của siêu sao nhạc rap này vào khoảng 3 giờ 30 chiều thứ năm để báo cáo về một kẻ đột nhập vào khu nhà. Người đó đã xung đột với nhân viên bảo vệ trước khi cảnh sát đến và được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi cảnh sát được gọi đến nhà của Jack vào chiều thứ tư sau khi ai đó đã cố gắng đột nhập vào khu nhà. Cảnh sát cho biết trong vụ việc đó người này đã bị bắt theo đạo luật sức khỏe tâm thần Trước đó một vụ nổ súng đã diễn ra tại ngôi nhà này trong bối cảnh mối thù đang diễn ra giữa Trac và rapper Kendrick Lamar, nhưng cảnh sát không cho biết liệu điều đó có liên quan gì đến vụ nổ súng vào hôm thứ Ba hay không. Thành phố Toronto được trao nhượng quyền thương mại WNBA Toronto đã được trao quyền nhượng quyền WNBA, theo báo cáo của CBC, khiến nơi đây trở thành thành phố đầu tiên bên ngoài Hoa Kỳ tham gia giải bóng rổ chuyên nghiệp nữ theo báo cáo, đội sẽ thuộc sở hữu của Kilmer Sports Inc, do tỷ phú Toronto Larry Tanenbaum đứng đầu và bắt đầu thi đấu vào tháng 5 2026. Trong đó thông báo chính thức dự kiến vào ngày 23 tháng 5 tại Toronto. Tỷ phú Tanenbaum là chủ sở hữu thiểu số và chủ tịch của Maple Leaf Sports and Entertainment, là công ty sở hữu Toronto Maple Leafs và Toronto Raptors cùng các đội khác. Canada đã chứng tỏ sẵn sàng chào đón bóng rổ chuyên nghiệp nữ. Trận đấu WNBA giữa Chicago Sky và Minnesota Lynx vào năm ngoái tại Scotiabank Arena ở Toronto đã có số lượng khán giả bán hết vé là 19.800 người. Vào tuần trước, một đám đông có sức chứa 16.655 người hâm mộ đã chật kín sân vận động Rogers Arena của Edmonton để xem trận đấu WNBA giữa Los Angeles Sparks và Seattle Storm. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, mở phiên giao dịch vào sáng nay, đồng đô la Canada đang đứng ở mức 0,7304 đô la Mỹ và bằng 0,6781 đồng euro. 1 đô la Canada tương đương 18.657 đồng Việt Nam. 1 đô la Mỹ tương đương 25.456 đồng Việt Nam. Giá vàng đang đứng ở mức 2.370,51 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.236 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada nổi bật trong bản tin trưa nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị có một cuối tuần, ngày lễ Mother's Day, nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Xin kính chúc những người mẹ luôn mạnh khỏe và bình an. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.